Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 8 có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm ngăn ngừa tham nhũng. Phát triển xanh, cách tiếp cận cho các thương hiệu Việt và lễ công bố top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023. Ấn tượng hội thi công an xã phường thị trấn giỏi năm 2023. Đến với hội thi năm nay, bản thân tôi cũng như các đội thi cảm thấy rất hào hứng, phấn khởi vì đây là một hội thi nghiệp vụ của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng công an xã nói riêng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước yêu cầu tình hình mới và để tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 126/2023 một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương về công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện các tồn tại khó khăn, từ đó có các giải pháp biện pháp phù hợp để đẩy mạnh tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở bộ ngành địa phương mình. Chỉ đạo các cơ quan chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng trong văn kiện Đại hội 13, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các điều ước quốc tế và thực tiễn thi hành pháp luật để kịp thời ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng các hình thức phù hợp, rà soát đầy đủ, tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách pháp luật, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng và quy trình thẩm định. Thưa quý vị, doanh nghiệp cần tư duy đúng, hiểu mình cần gì để đầu tư chuyển đổi phù hợp. Đây là nhấn mạnh của các đại biểu tại tọa đàm phát triển xanh, cách tiếp cận cho các thương hiệu Việt và lễ công bố top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023 được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội. Theo khảo sát của Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 83% doanh nghiệp cho rằng phát triển bền vững giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu. 57% doanh nghiệp nhận thấy sự cần thiết phải hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như EU, Nhật Bản, Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp tiếp cận theo hướng phát triển xanh là lợi thế để gia tăng giá trị thương hiệu. Chiến lược phát triển bền vững, phát triển xanh là một sự đầu tư đòi hỏi phải đi một chặng đường dài mới cho kết quả rõ nét. Công ty đầu tư nhiều vào vấn đề môi trường xanh sẽ mang lại một số giá trị nhất định về doanh thu và lợi nhuận. Điều đó thể hiện câu chuyện khi mà công ty làm tốt công tác bảo vệ môi trường thì người tiêu dùng sẽ chấp nhận và đánh giá cao. Đây chính là kết quả mà việc định hướng phát triển giá trị thương hiệu mang lại. Tài chính là một vấn đề quan trọng cho việc đầu tư phát triển bền vững. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần biết lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với mình. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có rất nhiều những cái khía cạnh, những cái góc nhìn và những cái hành động dù nhỏ nhưng mà nó vẫn đi theo những cái tiêu chuẩn của phát triển bền vững, bao gồm có tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải, sử dụng những cái sản phẩm tái chế.
vân vân và vân vân, những thứ rất là nhỏ thôi, và như vậy nó đã giúp chúng ta từng bước một đi trên con đường phát triển xanh, phát triển bền vững. Trong khuôn khổ diễn đàn, top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã được Brand Finance và My Brand Việt Nam và Mi Brand Việt Nam trao chứng nhận chính thức về giá trị thương hiệu, thứ hạng, chỉ số sức mạnh thương hiệu và ghi nhận các thành tựu của các thương hiệu trong bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ về giá trị thương hiệu của các ngành tại Việt Nam, trong đó viễn thông, ngân hàng và thực phẩm là những ngành hàng có đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị bảng xếp hạng, với tỷ trọng lần lượt là 31%, 30% và 10%. Huyện Mộc Châu vừa tổ chức hội nghị đánh giá mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối tại xã Tân Hợp. Dự buổi tổng kết có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, đại diện công ty cổ phần ngô sinh khối Việt Nam, công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Huyện Mộc Châu có diện tích trồng ngô khoảng 7.200 ha, trong đó diện tích ngô sinh khối khoảng 2.000 ha. Những năm gần đây, cây ngô sinh khối đang được huyện Mộc Châu quan tâm mở rộng diện tích, nhất là tại các xã ven sông Đà có diện tích đất dốc kém hiệu quả, khó canh tác và cơ giới hóa. Năm 2023, xã Tân Hợp có 47 hộ trồng với diện tích 34,4 ha tại hai bản Nà Sánh và Nà Mường. Sau thời gian gieo hạt 100 ngày, cây ngô trong mô hình liên kết đã cho thu hoạch. Dự kiến đến ngày 20 tháng 8 tới đây sẽ thu hoạch xong và làm đất để tiếp tục trồng vụ thứ hai. Ngô sinh khối được thu hoạch ở giai đoạn bắp ngô chín sáp để làm thức ăn cho trâu bò và được đánh giá hiệu quả cao hơn so với trồng ngô thu hạt truyền thống. Ngô sinh khối có thời gian thu hoạch ngắn, mật độ cây trồng dày, do đó sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian tới, huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của trồng ngô sinh khối, đưa ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất, phục vụ chăn nuôi, góp phần hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng, phục vụ phát triển chăn nuôi bền vững. Thưa quý vị, trong ngày chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các điểm chi trả của thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, các cụ ông, cụ bà đã có mặt từ rất sớm với tâm trạng phấn khởi. Với tinh thần khẩn trương, giúp người hưởng được nhận quyền lợi nhanh nhất, kịp thời nhất, ngay trong chiều ngày 14 tháng 8, các tổ chi trả trên địa bàn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đã cơ bản hoàn thành việc chi trả đối với 100% người hưởng. Cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là bà con đã đến rất là đông đủ. Và việc giao dịch giữa nhân viên bưu điện với lại người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hôm nay là diễn ra rất là thuận lợi, thân thiện. Trong đợt chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm nay, Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn thực hiện chi trả cho 5.022 người với tổng số tiền 22 tỷ 797 triệu đồng. Trong đó, truy lĩnh lương hưu điều chỉnh theo Nghị định số 42 là 2 tỷ 452 triệu đồng. Để người hưởng được nhận chế độ sớm nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện và phối hợp với cơ quan bưu điện thông tin rộng rãi tới người hưởng trên địa bàn về nội dung thay đổi mức hưởng, thời gian chi trả, chuẩn bị tối đa nhân lực để công tác chi trả diễn ra thuận lợi, kịp thời, an toàn, đúng đối tượng. Trong ngày 14, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân trên 11.000 người hưởng và thực hiện chi trả đồng loạt tại các tổ chi trả. Thế thì yêu cầu các tổ chi trả ở các huyện là thực hiện chi trả tận tay người hưởng, đảm bảo 100%. Theo Nghị định số 42 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 12,5% đến 20,8% cho một số nhóm đối tượng cụ thể. Việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng mới lần này sẽ góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Thường trực Hội Khuyến học huyện Thuận Châu vừa thành lập 5 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại 15 đơn vị trong huyện. Nội dung kiểm tra tập trung vào 6 nội dung chính, đó là công tác tham mưu của Hội Khuyến học đối với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã về công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng làm công tác khuyến học, công tác xây dựng tổ chức hội, xây dựng các mô hình học tập, hồ sơ, sổ sách nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ sở đã đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Qua kiểm tra đánh giá chính xác kết quả hoạt động phong trào thực sự của từng cơ sở, từng đơn vị để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại và xem xét thi đua cuối năm,
đồng thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, Hội Khuyến học huyện Phú Yên phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ chuyên môn cho 75 cán bộ Hội Khuyến học cơ sở năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu quán triệt một số văn bản của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ Giáo dục, Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2022-2030, bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập giai đoạn 2021-2030, bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập giai đoạn 2021-2030, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên thực hiện chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030, kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và một số quyết định kế hoạch thực hiện các đề án và chương trình của tỉnh của Hội Khuyến học Sơn La về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Ngày 15 tháng 8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Phòng tỉnh Sơn La đã bế giảng lớp huấn luyện cán bộ khung B quân nhân dự bị năm 2023. Trong thời gian 15 ngày, các học viên được nghiên cứu 36 bài gồm các nội dung công tác giáo dục truyền thống, luật biên phòng, huấn luyện quân sự chung, huấn luyện hậu cần, huấn luyện kỹ thuật và huấn luyện chuyên ngành biên phòng. Các nội dung khoa mục huấn luyện đều được tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ, đúng quy chế. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt huấn luyện khá. Phát biểu tại buổi bế giảng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Phòng tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban tổ chức lớp học. Tổ giáo viên đã huấn luyện các nội dung theo đúng chương trình kế hoạch và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, biểu dương tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm nề nếp quy định của quân đội, đơn vị. Đồng thời yêu cầu các học viên vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tế, sát với đặc điểm tình hình địa phương, sẵn sàng huy động khi có lệnh cùng với các đồn biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Ngày 15 tháng 8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Mộc Châu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023 cho 100 cán bộ đảng viên là đối tượng 4 các xã thị trấn, trường học trên địa bàn huyện. Các học viên tham gia lớp học sẽ được tiếp thu 9 chuyên đề, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Đây là những vấn đề cơ bản về lý luận để các học viên vận dụng vào thực tiễn trên cương vị chức trách nhiệm vụ ở từng cơ quan đơn vị địa phương nhằm góp phần xây dựng khu vực phòng thủ xã, huyện vững chắc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng an ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự năm 2023. Tham gia tập huấn gần 70 học viên là cán bộ, chiến sĩ làm công tác khám nghiệm hiện trường của các đơn vị công an toàn tỉnh sẽ được các giảng viên của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về các nội dung như khám nghiệm hiện trường chung, cập nhật hiện trường mới có tính chất điển hình, đặc biệt cập nhật một số nội dung đảm bảo an toàn cho người và mẫu vật, phát hiện, thu thập, bảo quản dấu vết hình sự trong bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Những vấn đề về khám nghiệm hiện trường để thu thập, bảo quản, đối tượng phục vụ, giám định, kỹ thuật số, điện tử, dấu vết hóa học, dấu vết sinh học, những lưu ý mới trong khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục, nhân thân và tai nạn giao thông đường bộ, thực hành thu thập những đối tượng cụ thể, nghiệp vụ kỹ thuật phòng chống tội phạm, nghiệp vụ cơ bản của lực lượng kỹ thuật hình sự, hướng dẫn thực hành phương tiện máy móc đã được trang cấp phục vụ công tác khám nghiệm.
Qua lớp tập huấn, các cán bộ chiến sĩ làm công tác khám nghiệm hiện trường của các đơn vị công an toàn tỉnh sẽ được nâng cao hơn về kiến thức cũng như trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác. Thưa quý vị và các bạn, hội thi công an xã phường thị trấn giỏi lần thứ nhất trong lực lượng công an Sơn La năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị của lực lượng công an cơ sở, đồng thời là dịp bồi dưỡng kiểm tra nghiệp vụ để lực lượng công an xã phường thị trấn học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên về hội thi này. Với 5 cán bộ chiến sĩ ưu tú được lựa chọn từ công an các xã thị trấn của mỗi huyện do vòng thi sơ khảo, nhiều đội thi đến từ các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn nước rút cấp mã định danh điện tử, nhưng các đội đã tham gia hội thi với nhiều tâm huyết, trách nhiệm. Quá trình tổ chức ôn luyện và tập luyện thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chúng tôi vừa phải ôn luyện và tranh thủ thời gian để giải quyết công việc, và đặc biệt là rơi vào thời điểm tập trung cao cho thực hiện cái định danh điện tử và thực hiện các cái chỉ tiêu nước rút, chỉ tiêu công tác năm 2023. Hội thi năm nay có 12 đội đến từ công an các huyện thành phố với 4 phần thi, gồm giới thiệu khái quát về đơn vị, địa bàn, thành viên trong đội, tìm hiểu kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, xử lý tình huống cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, và thi năng khiếu bằng hình thức ca múa nhạc, hùng biện, tiểu phẩm tuyên truyền. Đến với hội thi năm nay, bản thân tôi cũng như các đội thi cảm thấy rất hào hứng, phấn khởi vì đây là một hội thi nghiệp vụ của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng công an xã nói riêng. Cán bộ chiến sĩ đến với hội thi được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tìm hiểu các biện pháp nghiệp vụ để xử lý những tình huống ngoài thực tế tốt hơn. Có thể nói các thành viên của các đội thi đã thể hiện rất tốt khả năng của mình trong từng nội dung thi, đặc biệt là các phần thi liên quan đến kiến thức nghiệp vụ cũng như là xử lý các tình huống liên quan đến công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và qua các phần thi, chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng của các thành viên đội thi. Thông qua hội thi đã góp phần xây dựng lực lượng công an cấp xã, phường, thị trấn trong sạch, liêm chính, vững mạnh, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin vào 9 giờ sáng ngày 13 tháng 8 vừa qua, thì hai mẹ con trú tại bản Lườm Thượng A, xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên đã bị lũ cuốn trôi. Và sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay đã tìm thấy thi thể của hai mẹ con. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Phiêng, sinh năm 1970, cùng con trai là Tòng Văn Biên, sinh năm 2013, trú tại bản Lườm Thượng A, xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên, đi làm nương về qua suối Lườm, không may gặp lũ về bất ngờ nên cả hai mẹ con đã bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên đã huy động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm từ ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, do trời mưa, nước chảy xiết, lòng suối nhiều đá, chiều dài tìm kiếm từ 4 đến 5 km nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 8 đã tìm thấy thi thể cháu Tòng Văn Biên cách khu vực bị cuốn trôi 1 km. Tiếp tục đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người mẹ cách chỗ bị lũ cuốn khoảng 1 km gần với vị trí tìm được người con chiều ngày hôm qua. Chính quyền địa phương đã vận động và được gia đình nhất trí đưa đi chôn cất ngay, sau đó sẽ tổ chức tang lễ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Tin cảnh báo mưa dông trên phạm vi tỉnh Sơn La. Qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết xác định được những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông cho huyện Quỳnh Nhai. Cảnh báo trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to cho huyện kể trên, sau đó có khả năng lan sang các huyện Thuận Châu, Mường La. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.